vịt, thịt, gà, da, trâu, đầu rắn, đố là con gì? Em chào gì? Cô Hà. Cô chào Kim Thảo. Cô đọc câu đố gì mà nghe khó vậy? Chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn. Đố em là con gì? Là, dạ em không biết. Em kiểm tra thư thoại đi thì em sẽ biết là tại sao cô đọc câu đố này đó. Nhưng mà cô ơi, trước khi mà chúng ta kiểm tra hộp thư thoại thì hãy chào khán giả trước đã nha cô. Đầu bếp Thu Hà cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Rồi bây giờ em bắt đầu mở hộp thư thoại đi. Dạ. Chào đầu bếp, chào MC. Tôi là Ngọc Linh ở quận 1. Đầu bếp ơi giúp tôi với. Trẻ là vợ chồng tôi sắp đón các bác ở bên chồng ở miền Tây lên chơi. Các bác rất thích các món ăn quen thuộc ở miền Tây như là ếch, chuột đồng. Mà tôi thì không có kinh nghiệm làm mấy món này. Đầu bếp tư vấn giúp tôi cách làm một món ngon phù hợp để chiêu đãi. Nhưng mà phải thật ngon để khi ăn mọi người phải tấm tắc khen. Tôi cảm ơn đầu bếp rất nhiều. Bây giờ thì em có thể đoán được là con ếch phải không cô? Đúng rồi đó Kim Thảo. Nhưng mà cô nè, chị khán giả vừa rồi có một cái yêu cầu là món nào đó mà phải được cả nhà tấm tắc khen ngon. Cô Hà giúp cho chị ấy đi. Mời Kim Thảo, chị Ngọc Linh và quý vị khán giả hãy cùng theo dõi chương trình hôm nay nhé. Món ăn ngày hôm nay có tên là thịt ếch xào giấm tỏi. Để làm món thịt ếch xào giấm tỏi, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 300g thịt đùi ếch, ớt sừng cắt miếng, ớt hiểm, hành tây, một nắm lá quế, tiêu sọ giả bể, tỏi đập dập, hành tỏi băm, dầu hào, màu điều, các gia vị thông thường và giấm gạo lên men Ajinomoto. Vậy là các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ cô Hà sẽ sơ chế cái gì trước hả cô? Cô sẽ sơ chế các loại rau này trước. Dạ. Đầu tiên thì cô sẽ cắt hành tây, thì mình sẽ cắt múi cao. Rồi phần ớt này thì cô sẽ đập dập. Và phần lá quế này thì cô sẽ cắt nhỏ, nhưng mà mình cắt cũng vừa vừa thôi, để mình sẽ ướp vào trong ớt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ướp thịt ớt ha. Cô sẽ ướp phần thịt ớt này với lại lá quế, với lại phần ớt hiểm này luôn nè. Dạ. 1/3 muỗng cà phê tiêu sọ, thêm là 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto. Cuối cùng thì cô sẽ cho thêm vào đây là 1 muỗng canh giấm. Cô ơi, em cứ tưởng là chỉ có khi nào mình làm cá thì mình mới ướp cá bằng giấm gạo lên men Ajinomoto chứ cô. Thật ra khi mà mình ướp một ít giấm gạo vào trong thịt ếch, dạ, trước khi xào thì sẽ giúp cho thịt ếch săn chắc, giòn và thơm hơn sau khi mình xào đó Kim Thảo. Rồi sau khi mình ướp xong thì mình sẽ trộn đều lên và dạ, chờ cho thịt ếch thấm gia vị ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần gia vị để chúng ta sẽ xào. Cô sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh dầu hào. Dạ. 2 muỗng rưỡi canh giấm gạo lên men Ajinomoto. Cho thêm vào đây 1 muỗng canh đường. Khuấy cho hỗn hợp này nó tan hết đường ha. Rồi Kim Thảo giúp cô nha. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt chảo lên và xào thịt ếch. Trước khi xào thịt ếch thì chúng ta sẽ chiên cái phần tỏi này trước. Chiên tỏi trước hả cô? Đúng rồi. Quý vị khán giả và Kim Thảo lưu ý thì phần tỏi này mình nên đập dập trước. Để khi mà đập dập như vậy thì tỏi sẽ tăng cái mùi thơm nè. Và cái hoạt tính của allicin có trong tỏi sẽ tốt hơn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là đập dập tỏi trước. Bởi vì làm như vậy thì tỏi sẽ có mùi thơm và tăng được hoạt tính allicin, là chất rất là tốt cho sức khỏe có trong tỏi đó quý vị ạ. Bây giờ cô sẽ cho cái phần tỏi này vô, mình sẽ chiên cái phần tỏi này cho nó xém trước ha. Mình sẽ chiên cho cháy hết tất cả các cạnh hả cô? Đúng rồi, cho tỏi này nó xém vàng như vậy thì nó sẽ thơm hơn. Dạ. Và khi ăn nó có một cái độ bùi bùi rất là ngon á. Tỏi đã chiên xong, em rồi, bỏ lửa lên giùm cô nha. Dạ. Rồi thì cô sẽ cho khoảng 2 muỗng canh dầu điều, cho thêm một ít hành và tỏi băm như đây. Và cô sẽ cho luôn cái phần thịt ếch vào. Dạ. Mình sẽ xào đến khi nào cô? Mình xào khoảng chừng 2 phút cho thịt ếch nó săn lại. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm khoảng nửa chén nước để cho thịt ếch chín ha. Dạ. Rồi cô sẽ cho cái phần sốt mà mình đã pha vào đây nha. Rồi và cô cho thêm nửa chén nước nữa cho thịt ếch chín và thấm gia vị ha. Rồi Kim Thảo thấy chưa? Sau khi thịt ếch đã săn và vừa chín tới rồi thì bây giờ cô sẽ cho thêm nè hành tây và ớt sừng vô ha. Cuối cùng thì cô sẽ cho luôn cái phần lá quế này vô. Dạ. Mình đảo đều và Kim Thảo tắt lửa giùm cô luôn. Dạ. Và cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần tỏi này ha. Dạ. Rồi đảo đều lên. Bây giờ chúng ta chỉ có việc trình bày ra thôi ha. Dạ.
cùng thì cô sẽ trang trí lên đây một ít lá quế nữa. Dạ. Rồi, cô đã chuẩn bị cho Kim Thảo rồi đây nè. Dạ. Mời Kim Thảo ăn và chia sẻ cảm nhận món ăn này nha. Em cảm ơn cô Hà. Cô ơi, thịt ếch đã chín mềm rồi, nhưng mà vẫn giữ được độ săn của nó nè, rất là ngon luôn. Bên cạnh đó thì hành tây đã thấm vị rồi, nhưng mà vẫn giữ được độ giòn nha quý vị. Rồi lá quế thì có một mùi thơm thơm rất là hay. Bên cạnh đó kết hợp ăn với lại tỏi nữa. Hồi nãy tỏi thì cô Hà đã chiên lên, thành ra ăn nó có một cái vị bùi bùi rất là ngon nè. Những cái nguyên liệu đó có chung một cái vị là chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh, từ giấm gạo lên men Ajinomoto đó cô. Và hy vọng rằng chỉ với một tí xíu cách chế biến cũng như là biến tấu khác đi một tí, là thay đổi những cái nguyên liệu kết hợp với nhau, thì quý vị sẽ có được những món ăn ngon dành tặng cho các thành viên trong gia đình của mình. Và quý vị ơi, hãy nhớ là chia sẻ cho chúng tôi những cảm nhận của quý vị nha. Ở hộp thư là số 620, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557. Và quý vị có thể truy cập trang web món ngon mỗi ngày.com để xem kỹ hơn những bí quyết của những đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã hướng dẫn cho tất cả chúng ta quý vị nhé. Hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây, đầu bếp Thu Hà cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.